người, hôm nay lại ngựa ngựa đổi màu đuôi tóc quý đi ạ. Chị ơi, con bé ngồi đợi trông bất lực ạ. Nhanh chí, em phải đi tìm một cái gì đấy để ăn mới được. Đâu, mở tủ lạnh ra xem nào. Ơ nhờn, chả có gì ạ. Có mỗi mấy cái bánh để từ thời nào. Ơ khoan, khoảng chừng 2 giây. Lọ gì lạ thế nhở? À, mặt lạ tàu biển. Tiện ngồi rảnh rỗi, phải cái em mặt lạ tàu biển này mới được. Xem nào, xem nào. Ôi, được quá nhở. Lạ chưa này, đúng màu xanh của tàu biển đấy rồi. Wow, chiếc của em này trông khá là sánh mịn, trông cứ như là thạch ấy nhở. Rồi rồi, bước quan trọng nhất đây này, em sẽ bôi thử lên mặt xem sao. Úi là trời, sao cái mặt lạ này nó mất thế nhỉ? Không có mùi tanh của tàu biển luôn nhá, lại có mùi thơm mà đằng khác. Thời đó là thế ok phết rồi đấy. À quên, chưa nói với các quý vị, đây là mặt lạ tàu biển mới nhất của nhà Hiên Han nha mọi người. Theo như em biết thì có công dụng như giúp da trắng và khỏe từ bên trong, bào thải độc tố và hút sâu bụi bẩn ở trong da, ngăn ngừa mụn và các vết thâm nám. Mọi người dùng từ 2 đến 3 lần trên một tuần, để 5 đến 10 phút là đi xả mặt rồi. Trước mắt thì em thấy da khá là mịn và không bị khô da, cảm giác da khá là căng bóng, sờ da rất là thích luôn ý. Ok, và em chấm em này khoảng 9 trên 10 nha. Có phải cứ đẹp trai giống anh là có nhiều đứa yêu đúng không ạ? Không phải đâu em ạ, mà thật là biết chơi.